Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ronaldo chuẩn bị mang về bàn hợp đồng mới cho MU. Solskjaer lên cho Matic đá chính trận gặp West Ham. Đội hình MU thay đổi ra sao nếu Conte thay Solskjaer và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ronaldo chuẩn bị mang về 3 hợp đồng mới cho MU. Với sự góp mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha đã không gặp quá nhiều trở ngại trong việc gia hạn với các cầu thủ ở đội 1. Bruno và Pogba là hai cái tên đang được quỷ đó liên hệ để thảo luận về hợp đồng mới. Và mới nhất, Jesse Lingard cũng chuẩn bị ký vào giao kèo mới. Điều này đã được huấn luyện viên Tô Sơn Sa xác nhận. Cụ thể, ông thầy người Na Uy nói rằng Lingard còn một năm trong hợp đồng của mình và tất nhiên, câu lạc bộ đang nói chuyện với anh ấy và bố của anh ấy. Solskjaer coi chừng phong thái đồ MU hồ hoặc vì Ronaldo. Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đánh giá trên Betfair, sự trở lại của Ronaldo là động lực rất lớn cho Quỷ Đỏ, nhưng nó có thể khiến một số ngôi sao kém vui vì bị tước đi thời gian thi đấu. Tôi không ngạc nhiên trước tác động tức thì của Cristiano Ronaldo tại MU, cậu ấy sẽ còn cho thấy sự lợi hại hơn nữa trong mùa giải. Bạn không thể tranh cãi về khả năng ghi bàn của Ronaldo và ánh hào quang mà cậu ấy mang lại cho Quỷ Đỏ. Sẽ rất thú vị để xem Solskjaer giữ cho những người khác vui vẻ. Solskjaer sẽ phải quyết định sử dụng những người như Cavani và Martial như thế nào. Đây là lúc việc quản lý một đội hình tài năng trở nên khó khăn. Theo Berbatov, sự xuất hiện của Ronaldo ở Old Trafford sẽ khiến Cavani thất vọng nhất. Do vậy, anh mong Solskjaer sớm nói chuyện thẳng thắn với chân sút Uruguay. Tôi hy vọng Oli đã có một cuộc nói chuyện trung thực với Cavani về kế hoạch của anh ấy cho MU. Là một cầu thủ trong tình huống này, bạn hiểu rằng nhiệm vụ của huấn luyện viên trưởng là chọn ra đội hình tốt nhất, nhưng bạn luôn muốn chơi và chẳng ai vui khi bị loại. Chủ nhân chiếc giày vàng Premier League 2010-2011 cũng cho rằng MU cần phải chơi bóng thông minh hơn nếu muốn thành công ở Premier League mùa này. Sau khi chứng kiến thất bại chớp sốc của Quỷ Đỏ trước Young Boys, thẻ đỏ của Wan-Bissaka là một cú sốc lớn, nhưng MU sẽ phải giải quyết tình huống tốt hơn. Khi bạn chỉ còn 10 người trên sân thì cần phải tập trung hơn, chơi thông minh hơn. MU đã không làm được như vậy và cuối cùng, sự mất tập trung của Lingard đã khiến họ phải trả giá. MU đón Rashford trở lại. Tiền đạo Marcus Rashford đang hồi phục nhanh chóng và dự kiến sẽ trở lại sân cỏ vào cuối tháng 10. Cầu thủ người Anh được nhìn thấy rất khỏe mạnh trong một buổi tập gần đây của MU. Trước đó, Rashford đã quyết định trải qua một cuộc phẫu thuật để chữa dứt điểm chấn thương vai gặp phải kể từ tháng 11 năm ngoái. Sự trở lại của Rashford là rất cần thiết trong bối cảnh huấn luyện viên Solskjaer đang không có được sự phục vụ của Edinson Cavani. Đầu tuần này, chiến lược gia người Na Uy tiết lộ Cavani cần phải nghỉ thêm một thời gian nữa để đạt được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về nhiều về chấn thương của tiền đạo này. Ba lý do huấn luyện viên Solskjaer nên cho Matic đá trận gặp West Ham. Huấn luyện viên Solskjaer có những lý do để trao suất đá chính cho Nemanja Matic trong trận đấu với West Ham tới đây. Đầu tiên, đó là đảm bảo sự an toàn. Trong bối cảnh Scott McTominay chưa kịp hồi phục chấn thương thì Nemanja Matic là tiền vệ phòng ngự khả dĩ mà huấn luyện viên Solskjaer có thể cân nhắc trao cơ hội đá chính. Tác giả Tom Ivory của trang Analytics in Focus nhận định cầu thủ người Serbia sẽ gia tăng chất thép cho khu trung tuyến của Quỷ Đỏ. Anh làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng và tạo điều kiện cho Pogba thi đấu tự do hơn, thoải mái kiến thiết lối chơi cho đội nhà. West Ham thường có những bài tấn công biên với hai hậu vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt là Vladimir Kofra và Juan Gredwell. Điều này khiến các trung vệ Man United sẽ phải lưu tâm và có thể tổ chức bọc lót sang các hậu vệ biên, và đó cũng là lúc mà Matic sẽ lùi về chám vào vị trí ở trục dọc, đảm bảo sự an toàn cho khu khung thành đội nhà. Hơn nữa, với chiều cao lý tưởng, cựu cầu thủ Chelsea cũng sẽ rất hữu ích trong những pha chống tình huống cố định, vốn là miếng đánh sở trường của The Hammers. Lý do thứ hai, đối trọng với Declan Rice và Thomas Soucek. Lối chơi của West Ham phụ thuộc nhiều vào bộ đôi Declan Rice và Thomas Soucek. Hai cầu thủ này có khả năng quán xuyến khu trung tuyến rất tốt, họ có sức trẻ và sự quyết tâm. Và sự xuất hiện của Matic sẽ giúp cho hàng tiền vệ Man United không lép vế trong những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Lý do thứ ba, về yếu tố kinh nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, Matic xem là một nhân tố có kinh nghiệm dày dặn bậc nhất trong thành phần của Man United. Điều này vô cùng quan trọng. Trong trận đấu với Newcastle tuần trước, về cơ bản, anh đã giúp cho hàng tiền vệ đội nhà chơi ổn và thiết lập được một kế trận dồn ép. Khả năng trong truyền dài của Matic cũng rất đáng chú ý. Thế nên, thay vì tiếp tục tin tưởng vào Fred, một nhân tố chưa có được phong độ tốt, đạt được sự ổn định trong thời gian qua. Solskjaer có thể cân nhắc bố trí cho Matic đá cặp cùng Pogba ở trung tâm hàng tiền vệ Man United ở trận gặp West Ham sắp tới. Man United rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần sau trận thua đau đớn trước Young Boys tại Champions League vừa qua.
đội hình MU thay đổi ra sao nếu Conte thế chỗ Solskjaer? Chiến lược gia người Ý đang được liên hệ chặt chẽ với việc trở thành tân thuyền trưởng Man United. Hàng phòng ngự. Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, vị chiến lược gia người Ý luôn xây dựng đội hình gồm 3 trung vệ. Vì thế, nếu chuyển đến dẫn dắt Quỷ Đỏ, Conte cũng sẽ ưu tiên sử dụng bộ 3 Harry Maguire, Victor Lindelof cùng với Raphael Varane. Sơ đồ này hướng đến sự chắc chắn cho hàng thủ, tương tự như cách huấn luyện viên Thomas Tuchel xây dựng nên kỷ nguyên của riêng mình tại Chelsea. Thủ quân Maguire sẽ chạy ở trung tâm để khóa lớp yểm yếu về tốc độ, trong khi đó bộ đôi Lindelof và Varane sẽ thi đấu bên cạnh ngôi sao người Anh. Ngoài ra, những trung vệ kể trên, Conte vẫn còn một sự lựa chọn khác mang tên Eric Bailly. Hàng tiền vệ. Nếu Man United thi đấu với vai trò 3 trung vệ ở phía sau, Conte có thể sẽ bố trí hàng tiền vệ 4 người để tạo nên sự cân bằng. Chiến lược gia người Ý sẽ đòi hỏi những cầu thủ giàu tốc độ và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt để án ngữ nơi hành lang cánh. Ở vị trí cánh trái, sự lựa chọn gần như chắc chắn sẽ thuộc về Luxor. Còn ở cánh đối diện, Wan-Bissaka sẽ khó có cơ hội góp mặt vào đội hình do điểm yếu ở khả năng kiểm soát cũng như tạt bóng. Vì vậy, Diogo Dalot sẽ là phương án phù hợp hơn. Trong khi đó, cậu học trò cưng một thời của Conte tại Juventus là Paul Pogba sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Fred với Scott McTominay, những người sẽ đảm nhận nhiệm vụ bọc lót cho Pogba. Hàng công. Conte có thể sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn ra 3 gương mặt trên hàng công bởi Man United hiện tại đang sở hữu hàng loạt những nhân tố chất lượng tại vị trí này. Tuy nhiên, theo Express, chiến lược gia người Ý chắc chắn sẽ bố trí Cristiano Ronaldo ở vị trí trung phong và Bruno Fernandes thi đấu trong vai trò số 10 sở trường. Jadon Sancho được xem như một lựa chọn tiềm năng cho vị trí còn lại nơi hàng tiền đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cầu thủ người Anh vẫn chưa thể hòa nhập hoàn toàn vào lối chơi chung, Mason Greenwood có thể được cân nhắc cho cơ hội. Ngoài ra, những Edison Cavani hay Marcus Rashford cũng là phương án cực kỳ chất lượng. Van de Beek xứng đáng có một cơ hội khác ở MU. Tờ Manchester Evening News viết, nếu Wan-Bissaka gửi lời xin lỗi đến các đồng đội sau trận đấu, thì anh ấy có thể đã nán lại lâu hơn một chút khi đến gặp Van de Beek. Sau chấn thương khá nghiêm trọng và buộc phải rút khỏi Euro 2020, tân vệ người Hà Lan đã dành cả mùa hè để luyện tập tăng cường thể lực. Trong lần đầu tiên được Solskjaer điền tên vào đội hình chính thức, Van de Beek thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng. Những đường truyền đến từ chân cựu xa Ajax rất gọn gàng nhưng cũng mang lại hiệu quả cao, giúp Quỷ Đỏ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nơi khu trung tuyến. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Van de Beek khi đội nhà phải sớm rơi vào thế thiếu người và anh buộc phải ra nghỉ sau 45 phút để đảm bảo chiến thuật của Solskjaer được diễn ra đúng như kế hoạch. Mặc dù vậy, sau những gì Van de Beek thể hiện, rõ ràng Solskjaer nên cân nhắc trao cho cầu thủ này một cơ hội khác thay vì cứng nhắc với những lựa chọn nơi trung tâm hàng tiền vệ. MU muốn mua rút Bellingham và Erling Haaland. Theo tờ Eurosport, MU muốn chiêu mộ hai cầu thủ của Dortmund vào mùa hè năm sau là rút Bellingham và Erling Haaland. Trong mùa hè này, MU đã chiêu mộ thành công Jadon Sancho từ Dortmund và hè năm sau, điều khoản giải phóng của Haaland trị giá 68 triệu bảng sẽ có hiệu lực. Trong khi đó, Bellingham đã liên lạc với Sancho để hỏi về tình hình ở MU. Haaland đang là tiền đạo được kèm thèm khát nhất ở châu Âu sau khi anh ghi 66 bàn trong 66 lần ra sân cho Dortmund. Trong khi đó, Bellingham đang tỏa sáng ở Dortmund mùa này. MU sẽ phải cạnh tranh với Man City, Real Madrid và Chelsea để giành sự phục vụ của hai cầu thủ nói trên. Jadon Sancho chính là nạn nhân của Ole Gunnar Solskjaer. Jadon Sancho, bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, đang gặp nhiều khó khăn khi làm việc cùng huấn luyện viên Solskjaer. Ở Bremen, Sancho được Solskjaer sử dụng trong 4 trận đấu và dấu ấn cũng rất nhạt nhòa. Tuyển thủ Anh 21 tuổi này chưa có trận đấu trọn vẹn nào với MU. Anh có 2 lần đứng trong đội hình xuất phát ở ngoại hạng Anh và đều phải rời sân sớm. MU xem Jadon Sancho là mắt xích chủ lực để xây dựng đội hình với tham vọng chiến thắng ở thời điểm hiện tại lẫn tương lai. Ở thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ không nghĩ có thể mua lại Cristiano Ronaldo. Thống kê của Bremen cho thấy Sancho mới chỉ có 2 lần dứt điểm đều không chính xác, bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi. Anh không thể hiện dấu ấn nào khác trong tấn công cũng như hỗ trợ phòng ngự. Sancho cần một chuyên gia tâm lý để giải quyết những vấn đề mà anh đối mặt. Solskjaer, người mà Jadon Sancho làm việc cùng ở trung tâm Carrington, chưa bao giờ giỏi về tâm lý khi đối thoại với cầu thủ. Không chỉ vậy, Solskjaer còn sử dụng thiếu nhất quán vai trò của Sancho từ một cầu thủ sở trường đá cánh trái phải, anh phải hoạt động chủ yếu bên cánh trái. Việc sử dụng cánh trái vị trí khiến Sancho gặp khó khăn trong hòa nhập. Đồng ý cầu thủ tấn công hiện tại đa năng, nhưng cựu thành viên học viện trẻ Man City thay đổi môi trường với áp lực lớn nên cần thời gian để thích ứng. Sau khi biến Donny van de Beek từ một tiền vệ tiềm năng thành cầu thủ thật vật vờ tại Old Trafford, Solskjaer đang khiến Jadon Sancho rơi vào cảnh tương tự.
Nhìn Pep Guardiola giúp Jack Grealish, cầu thủ đất giá nhất mọi thời đại của bóng đá Anh, ghi bàn và kiến tạo từ Bramley, Stamford để thấy hạn chế của Solskjaer. Jadon Sancho cần phải nỗ lực để cải thiện và hòa nhập, khi hàng công MU rất chật chội nên không có nhiều thời gian cho anh. Chính Solskjaer cũng phải thay đổi để 77 triệu bảng không thành bom xịt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!